làm 30 giây để hiến kế, chứ không phải nói chuyện. Hiến kế thông qua truyền thông để có tiền và có quần chúng. Chúng ta dùng cái mạng Zalo và mạng Viber. Và đây kinh nghiệm của con nha. Con lấy tiền từ Zalo và Viber, lấy tiền ở đâu? Thí dụ như Phật tử đến gặp chúng ta, những người quen thân, thế là kết cái điện thoại, họ vô cái điện thoại của mình thôi. Rồi xong hết. Thì tới ngày sinh nhật của họ đó, thì nó hiện lên cái Zalo, kể mình happy birthday họ. Cái tự nhiên cái ngân hàng của con nó tin. Mình nhắc họ, nhắc có tôi đây, có tôi đây. Tôi chúc mừng bà, tôi chúc mừng ông. Rồi cái Viber cũng nó cũng hiện lên sinh nhật luôn. Và ở đây mình có hai cái, đó là giữ quần chúng cho Phật giáo. Và chúng ta phải làm. Thứ hai thì nếu người nào có duyên, họ có điều kiện, nếu họ có muốn cúng, họ sẵn dịp đám tiệc gì của họ, đám cưới, đám ma gì đó của họ, thì họ sẵn cái cơ hội đó họ mới chuyển cho mình được chứ. Ít nhiều gì cũng có tích góp gió thành bão. Mà Zalo có thể đăng lên cả ngàn người. Mà nếu như trường hợp mà cái máy mình nó đầy thì mua máy khác. 2.000 người, 3.000 người. Mà một năm mình có cái điện thoại của họ, một năm mình chỉ liên lạc qua một lần thôi, là sinh nhật của họ thôi. Em ơi, tại sao nhà sư gì mà mở cái miệng ra nói được cái lời như thế nha? Khi mà nói sao họ không nghĩ à? Rồi, chào chị nha. Xin chào. Dạ, chị thứ mấy chị? À, mình thứ 9. Chị tên gì đó luôn đi. Mình tên là Trinh. À. Bùi Thị Tuyết Trinh. Dạ, thì hôm nay cái duyên lành cũng như cái dịp ngày hội cúng đình. Đây phải đình không chị? Đình. Dạ. Thì tụi em có đến đây cũng gặp gỡ nhiều cô bác, cũng có ghi hình. Nhưng mà đặc biệt là em thấy chị là rất thích đó là về cái một cái vị chân tu, đó là thầy Thích Minh Tuệ. Thì những cái câu chuyện vừa qua thì cũng đã hiểu rồi ha. Ừ. Là thầy hiện nay đang đi bộ từ Quảng Ngãi ra Huế, và hiện nay thầy đang tới thành phố Vinh. Ừ. Thì cái tuyến đường mà thầy đi á, thì trong những ngày qua thì được bà con yêu mến. Có một số người quét đường, một số người đó là đi á, là trải luôn cả mà lá chuối, rồi mua máy thổi bụi luôn. Nhưng mà có một cái mà tụi em á, là đang bức xúc là hiện nay là bà con đi quá nhiều, rồi là gây cản trở giao thông, rồi á, thêm một số nữa là tự xưng là hộ pháp đi theo là bảo vệ cho thầy. Nhưng mà cái bảo vệ cho thầy đâu thì không thấy, nhưng mà thấy đang là bức xúc. Một số người dân không có gặp thầy để đảnh lễ, muốn dâng cho thầy một cái chai nước cũng không được. Thứ ba nữa là những anh em YouTube ở trong miền Nam đi ra ngoài là bị hà hiếp đó. Cho nên là cũng có một số anh em ở ngoài cũng lên tiếng giúp đỡ cho anh em. Nhưng mà cái những người tự xưng là hộ pháp này là hầu như là ghét tụi em, cho tụi em đã đi về hết rồi, nên một số hình ảnh là không được trọn vẹn. Còn thêm một cái nữa, bây giờ là có một số người là đi theo thầy, tự xưng là môn đệ của thầy, và lập ra cái quy tắc để là thu nhận đệ tử. Và bên cạnh đó là đa số là thầy là tụ online không, một số thầy đi theo bán sách, sư cô bán sách đó. Cho nên là theo chị nhận biết đó, về cái đường tu của thầy Thích Minh Tuệ là đi khổ hạnh, là theo cái thường thường ta nói là đi khổ hạnh theo cái 13 cái pháp tu của Hạnh Đầu Đà. Thì chị thấy cái đường tu của thầy Thích Minh Tuệ đi vậy đó, là đúng hay sai? Thực ra mà nói về cái dễ mà cho mình nhận xét á ha. Yeah. Mình nói về thầy Đức Minh Tuệ này nè, nếu mà để mà đi cái con đường như vậy là thầy đang đi con đường rất là đúng. Yeah. Thầy không có đi sai. Mà dân tình, ví dụ như giờ người ta đang đi theo để mà nhiều người người ta cổ vũ, nhưng mà có những cái người cũng nhiều người ta lợi dụng cái sự tín nhiệm của thầy. Bây giờ là dân tình người ta đang rất là ngưỡng mộ thầy, đúng không? Tại vì là người ta nhìn được, người ta thấy thầy là người xuất phát từ cái tâm. Thầy xuất phát từ cái tâm, khi mà thầy đi như vậy đó, thầy đi là nhiều người cho là, ví dụ như là có những người người ta không thích đó, thì ta lại nói là thầy là cái dạng là dở hơi, hay là những cái người là nói chung là dùng những cái từ bái xấu bá dơ để mà nói thầy. Thực ra là những cái người đó đó thì người đó đang sân si với thầy. Tại vì sao? Họ đang làm một cái điều sai và thầy đang làm một cái điều đúng. Mà bây giờ là thầy đang thức tỉnh, thầy đang làm cho mọi người giác ngộ ra.
về cái con đường chân tu của thầy đó. Để mà mình nói chung là mình cũng không phải là người đi chùa chiền được nhiều nha. Tại vì mình bán nước ở ngay chỗ đình, rồi mình tiếp xúc được rất là nhiều người, rồi mình học hỏi cái người nào đúng, cái người nào sai. Nhưng mà nhìn thấy thầy mình rất là thích. Thật ra là mình ít có xem cái YouTube lắm, nhưng mà khi mà vào thấy thầy, thầy nói ra những cái mà cái giáo lý, những cái mà đúng chúng á, mình thích. Mà bây giờ cái trước mà để mà mình đang mong muốn là mọi người đừng có nghe những cái người mà ở phía ngoài đang đi bên cạnh thầy. Đó là những người, thật ra là thầy chỉ có đi một mình, thầy không có đệ tử nha, thầy không có bất cứ một người nào hết. Tại vì khi mà thầy xuất thân thầy đi chỉ có một mình. Mà bây giờ ví dụ như mọi người làm những cái điều gì đó thầy đâu có biết, thầy đâu có quan tâm. Thầy chỉ có quan tâm tới là thầy đi là mỗi một mình thầy đi thôi, thầy chỉ biết là thầy đi thôi. Chứ thầy đâu đang để ý là cái người này sao. Cho nên là đừng có ai mà nghĩ là tại vì có thầy rồi có những cái người đó nó xuất phát ra những cái mà nó con đường nó không đúng á. Cũng như là bên mấy anh bảo là không cho bên YouTube ở miền Nam, đúng không, đánh hoặc là làm những cái điều mà không hay để cho mọi người rút về, để cho họ độc quyền, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ sẽ lúc nào đó sẽ có một người đứng lên dàn xếp được, người ta trị được. Không phải những anh em YouTube ở miền Trung, miền Bắc mà đối trị từ tụi em, nhưng mà những cái người đi theo thầy tự xưng là hộ pháp và những người đó là đối trị tụi em thôi. Chứ những anh em YouTube ở miền Bắc và miền Trung cũng rất là vào đồng với tụi em lắm, rất là mến nhau. Thậm chí là mấy anh đó cũng chẳng được quay như tụi em luôn. Không được quay luôn. Nói chung là nó làm gộp xào hết trơn á, nhưng mà đặc biệt là nó ghét người miền Nam nhiều hơn. Chứ không phải là mà ganh tị với vấn đề mà quay với nhau mà có chuyện. Nhưng mà cái này là do những cái người đó tự xưng là hộ pháp. Tự xưng là hộ pháp gây khó khăn cho tụi em thôi, cho nên tụi em rút về. Bên mình không có một người nào đứng lên để mà trị được cái những cái người đó sao ta? Đâu ai đủ mà tiếng nói. Tại mình đó là ra ngoài là chữ lạ quê người, chỉ có nhờ những người địa phương á có đủ bản lĩnh họ mới lên tiếng thôi. Nhưng mà cũng chưa có ai lên tiếng, chỉ có một anh là tự xưng là hiệp sĩ á, đó là người miền Nam đi ra ngoài lập nghiệp nên ảnh lên tiếng. Nhưng mà lên tiếng thì tụi em đã về rồi, và tụi em bây giờ không có đi theo thầy nữa, mà tụi em là đi ra thăm nhà của cha mẹ sư minh đệ. Và tụi em cũng có một số anh em ra ngoài đi mua sầu riêng, rồi đó là cùng với người em trai của sư minh đệ đó đi đến sư minh đệ trao những cái món quà mà chính tay sư minh đệ đã trồng. Thì trồng 100 cây sầu riêng đó, trong đó có 4 cây sầu riêng là trồng riêng cho cha mẹ để dưỡng già. Với là thầy đã trả tứ anh xong rồi đó, đi bộ đội xong nè, rồi về tham gia nhà nước nè. Đó, cái này mình cũng có nghe. Là đất đai trồng đó giao hết cho em út, không có lấy gì hết thì mình không. Cái nồi cơm điện đó là một người khác đó, cho đó, là một cái cô chủ quán nào đó là thấy thầy không có đó, là cho nên là cho cái nồi cơm điện đó để thay cái bát, y bát. Nhưng mà bây giờ là thầy lấy cái đó làm cái kỷ niệm, cho nên là một số người cũng đã thay rồi, nhưng mà thầy cũng vẫn còn giữ lại để làm kỷ niệm. Cái nếu mà thầy buông ra cái nồi cơm điện đó là giá nhiều tiền lắm mà. Tao mua nhiều tiền lắm mà, đóng giá luôn á. Nhưng mà cái điều trăn trở hiện nay là tụi em muốn gửi đến cô bác là đừng nên đi theo thầy nữa. Tức là theo thầy là cản bước chân của thầy. Cái này là mình chỉ mình khuyên thôi, mình khuyên nếu mà có nghĩ đến thầy nhá thì nên hạn chế thôi. Đừng có làm để mà gây cái kêu bằng là giao thông nè. Rồi nói chung là thật sự nếu mà nghĩ đến thầy thì nên hạn chế bớt lại. Đi như thế này là tự nhiên là làm khổ thầy á. Thật đó là gây nhiều cái khổ thầy mà. Ở ngoài thành phố Vinh bây giờ có nhận thức là không có đi theo thầy như trước nữa, mà dần người ta tụ họp một điểm trước thầy ở xa xa đó, rồi cái thầy đi ngang người ta đảnh lễ xong rồi thầy đi qua luôn. Hiện nay cũng có thấy cái trường hợp đó cũng rất là tốt. Nhưng mà còn một cái điểm nữa là quan trọng, đó là tụi em muốn gửi đến tất cả cô chú anh chị em thì hiện nay có một số người đang sân si lên mạng nói thầy á là này kia nọ đồ tùm lum rồi chê á những bà con cô bác là ngu muội mù quáng, đó là thầy tu không đúng cách, đó là nói thầy này kia nọ đồ tùm lum hết á. Cho nên là mình cũng muốn nói gửi đến tất cả các anh chị em ở đây là toàn dân trên cả nước, ai cũng có mắt nhìn, ai cũng có trình độ nhận thức
chứ không phải là ai cũng có đâu. Cho nên là mấy vị cao hơn người ta thì người ta cũng có người cao nữa. À. Đó, núi cao còn núi cao hơn mà. Chứ quý vị đừng có nghĩ là tụi tôi đây là mù quáng. À, anh em ở trong miền Nam hay là tất cả cô bác trên cả nước mù quáng. Mà còn rất nhiều người kiến thức, người ta cũng vẫn công nhận thầy là một vị minh sư. Đó là một là ngôi sao sáng trong nền Phật học Việt Nam. Thì ôm bình bát đi là để đánh thức những các nhà tu ngồi trong nhà mắt, trong nhà mắt ăn bát vàng, giảng đạo sai pháp lý. Chẳng như là chị thấy đó, cả ngàn Phật tử ngồi đó mà ông thầy vẫn nói cái câu là chị thấy không? Thấy rồi. Thả chim. Đó thấy cái bà này bà lại ngồi kế cái thầy á là đưa hai cái bưởi với bưởi bành kia luôn. Đó thầy á. Những đứa có thấy vậy chứ. Em ơi mình nghe mình nghe nói như thế mình cho là tại sao thầy có thể nói ra được những cái lời như thế nhỉ? Rồi đó là nghe giảng đạo. Rồi bên cạnh đó còn thêm cái nữa là có một vị Phật tử thả chim. Thả chim mà bắn một ống rộng mà bắn một anh voi đó. Sinh, phóng sinh. Phóng sinh. Rồi đó là tự nhiên là mấy con chim mạnh đó, thì nó bay, mấy chim yếu thì nó ở lại, nó bay được, nó tìm chỗ nó trú thân. Đó, rồi nó chui giống quần bạc, nó chụp vô cái đùi bạc. Đó, rồi nó lên tấn lùi bạc rồi. Cũng may là con chim đó là nó không có lên ở trên ở nữa, chứ nó lên giữa nó là ăn thịt nó không bò lên trên nữa mà nó chỉ đứng giữa đây thôi, nếu mà nó lên thì là nó sang thịt đồng loại. Em ơi tại sao nhà sư gì mà mở cái miệng ra nói được cái lời như thế nhỉ? Khi mà nói sao họ không nghĩ à? Bởi vậy như là không có tâm. Cái clip đó là lên cả thế giới biết không? Cái tâm đó là ai dám tin tưởng chùa để đi phóng sanh đó. Trời ơi. Bây giờ chị lỡ mai mốt chị đi đó đi, hơn là ổng không biết tên cái người đó. Chứ không biết tên người nghĩ sao? Ông đọc cả thế giới biết tên bà này luôn, bà này trốn luôn à. Ôi, cái mốt đâu ai dám đi nữa. Mà ngồi trước bao nhiêu Phật tử mà họ có thể lên tiếng họ nói như thế. Vậy là cái nhà sư đó không phải là nhà sư mà khi người ta nói như thế là cái đầu của người ta vẫn còn cái gì không? Cái tà dâm ở trong người á. À, đúng không? Ổng còn nói vụ mà chăn gối luôn, vợ chồng luôn. Thì đó. Đó là còn vẫn là cái còn cái tà dâm quỷ ở trong người chứ không phải là thầy, không phải là sư. Giờ tôi gọi là quỷ tăng. Đó là quỷ nha. Quỷ thì ta nói mới thế chứ còn bình thường nếu là sư không bao giờ người ta nói được như thế đâu. Ai đem cái chuyện chăn gối, cái chuyện mà dân người ta đi phóng sinh. Nhà sư mà chỉ giảng đạo. Đúng rồi. Chỉ cái đạo. Nhân quả. Đúng và sai. Đưa đường dẫn lối để chỉ Phật Phật tử đúng không? Để người ta nhìn nhận ra. Mà nhà sư mà mở mồm ra mà nói như thế là đâu phải là nhà sư. Là cái trong đầu cái nhà sư đó là quỷ đó chứ không phải là sư đâu nha mọi người. Thì ông thầy thích nhận đức với ai ở chùa mà hộ pháp. Em ơi mình nhìn cái gương mặt mình nói này không phải là sư. Sư mặt ổng á. Cái gương mặt mình nhìn cặp lông mày nha, mình cặp nhìn cặp lông mày của cái người đó mình nói là trời ơi như thế này mà là sư sao ta? Cái đầu đó. Mỏ nhọn nhọn đó. Trời ơi. Chạy xe ôm mà người ta nói vậy á hả? mà nháy những cái lúc mà con gà nó đẻ ông nháy con gà ông nói là gà mà Bồ Tát đó đó là đẻ là độc quan tới Bồ Tát. Trời ơi mà cười ha ha nữa chứ. Cười ha ha. trước mặt Phật tử mà dỗ đùa dỗ người qua là trời ơi thật ra mà nói với mọi người nhá, thật ra mà nói với mọi người như thế này nè. Nếu để mà cho mình nhìn nhận cái người đó đó, mình không có coi trọng luôn, mình không có tôn trọng luôn. Thật sự, nghe nói mình cảm giác như là cái người này là cái là quỷ, là ma, kêu rằng là nhập vào để mà nói hay là như thế nào. Còn thêm một ông nữa, ông này còn dữ hơn nữa. Ông có trình độ, có trí thức, nhưng mà ông dùng những cái từ rất là phải nói là khiếm nhã luôn. Là cái đó ông đó hiện nay là cũng đang bị Hội Giáo hội Phật giáo là mời đi rồi. Thứ nhất là ông nói karaoke mà cũng có tội đó, karaoke kiếp sau là bị gì á là sức mâu gì tâm lum á, bị câm. Karaoke mà có tội bị câm. Vì karaoke gọi là câm, vì sao tất cả những người mà bây giờ karaoke gọi là có tội hết, sau này câm hết á, sau này câm hết rồi chết rồi. Chưa đâu, chị mà làm chị có tiền mà chị xài cũng có tội luôn. À nhưng mà đưa ngày đó vừa cúng dường nhà đó thì được. Cúng dường mà cúng dường cho thầy mệnh giá lớn á, mình giá cao mới được. À mình vậy hả? À tội luôn. À mà cũng vừa là chúng riêng cho thầy chứ đừng có la lên. À vậy hả? Được rồi nghe, cái này được nè. Cái người nào mà cúng dường cho thầy đó, người đó cũng có trình độ đó. Cúng dường rồi thì cúng riêng á. Ôi cho thầy á, đừng la lên thì là mới có phước. Rồi bây giờ là cũng bị bên hội giáo Phật giáo làm việc rồi. Làm việc rồi hả? Những cái tên này được liệt kê rồi. Thì không, nếu không nhờ những cái ống kính
của những anh em đúng rồi tình nguyện á, là chịu khó thức đêm thức hôm gì là đưa lên những cái clip đó thì làm sao mà dân chúng mình dân biết, chúng rồi mới biết được giáo hội biết đúng được. Rồi đây thật ra là cũng nhờ YouTube mình mới biết được thầy Đức Minh Tuệ nha. Dạ. Mình ít có giàu xem lắm nhưng mà khi mà mình xem được thầy á qua một cái hai clip là tự nhiên mình thích. Dạ. Mình rất là thích. Mình rất là thích ở cái điểm gì phải không? Thầy là người nói chung là rất là chỉnh chu luôn. Đúng không? Đi theo đường cái đường tất cả. Đúng rồi, thầy không phải là người nghèo khổ, thầy không phải là người không có trình độ mà thầy đã có trình độ, thầy đã từ đi bộ đội, đúng không? Gia đình người ta gia đình người ta đó. Khá giả mà trí thức nữa, mà thầy gác bỏ ta, hết. Thì nhìn thấy rất là phúc hậu luôn. Ba mẹ thầy cũng tại rất là phúc hậu luôn. Không, nói thật sự nói là mình rất là ngưỡng mộ. Rất là ngưỡng mộ luôn. Ngưỡng mộ, tại vì là từ trước tới giờ 52 năm nha, lần đầu tiên mình thấy một cái người thầy như thế này nè. Mà mình thương cái gì phải không? Mình thương cái cách mà thầy xưng hô á. Con không à? Thầy xưng con không? Dạ. Lớn, nhỏ gì thầy cũng xưng con không? Tại vì thầy nói là thầy đang tu hạnh, đi tu tập. Chừng nào thì thành chánh quả thì mới kêu thầy là nhưng mà thật ra bây giờ là thầy là đang đi trên cái con đường tu như thế mà vẫn bị kêu bằng là cản trở là gì phải không thầy à, đang bị kiểu là thử thách đó tại vì tâm tạng còn 80 kiếp nạn rồi còn đúng một kiếp nạn phải 81 kiếp nạn đúng không đúng dạ. Cuối cùng là bị rơi đồ giữa biển rồi đó dạ. Thì bây giờ mình nghĩ là chắc thầy này cũng phải chạy qua. Em thấy nó trùng hợp cái vấn đề này nè. Ngày xưa Phật Thích Ca đi 6 năm khổ hạnh thầy mới thiền định thì mới thành chánh quả. Thì Thích Minh Tuệ á là ổng đi 5 năm rồi. 5 năm. 5 năm trước là không ai biết. Không ai biết. Mà cũng có một số YouTube cũng nhà như là Nhân Gà nè, cũng có quay rồi với thầy ở trong hang động á. Đó. Nhưng mà lúc đó là thầy không ai biết hết, dân chúng mình không để ý. Nhưng mà tự nhiên tới năm thứ 6 này á, khổ hạnh đầu đào bắt đầu. Thì tự nhiên là toàn dân tên mình cảm thấy là... đó là phải ý là quyền cơ. Cái đó là quyền cơ bề trên bắt đầu cho dân tình mọi người á để là nhìn ra. Em nghe nói là năm vào năm 24 năm thành rồi đó là Phật giáng thế đó cho nên là em nghĩ là đây là quyền cơ. Quyền cơ dạ. Không nói chung xây là thầy cho cái nước Việt Nam mình có một cái vị đó là cao minh đó là có một cái ngôi sao sáng của đạo Phật. Sao sáng. Đánh thức hết cái đưa đường dẫn lối cho tất cả các dân của mình á để nhìn ra thức tỉnh cái nào đúng và cái nào sai. Mô Phật thật sự mà nói mình rất là thích. Không mà người dân mình bây giờ là nhìn biết ai xấu ai tốt liền nhìn vô cái minh chứng của thầy Thích Minh Tuệ là tự động dân mình là biết người nào tốt người nào xấu. Bây giờ nè đầu đội trời chân đập đất nha, cho tiền không lấy ngủ mà ngủ ngồi không. Ai làm được việc đó? Mình bây giờ mình phải thử thời mình ngồi chừng tầm 15-20 ngày thì mình không thể chịu được. Nói đi bộ thôi. Đi bộ mà trời nắng như thế này nè. Bây giờ mình đi khoảng chừng ra đường mà tầm 10 phút, 15 phút là nó đã gác chân rồi. Đừng có nói chi là mình đạp vào những cái mà ví dụ như là miễn hay là cái gì này nọ, đúng không? Mà thầy đi xuyên suốt như thế. Mà cái chân của thầy nó chai vậy nè, nhưng mà có là không có sao thôi nghe. Vẫn bình thường. Cái chỗ hay là chỗ đó, đi giữa trời nóng chang chang là 45 độ. Mà mình đi là hỏng giò á, nhưng mà thầy đi không có sao. Thương nha. Nghe mà thấy cảm động ghê luôn á. Thầy cảm động. Còn trời ơi, mình xem cái clip mà của thầy nói về không, cái clip của cái thầy mà giảng cho Phật tử nghe đó. Nói về người ta phóng sinh thả chim rồi đó. Rồi nghe những cái người sư thầy mà bảo là ai mà đi hát karaoke đó là sau này là sẽ bị câm rồi này nọ. Trời ơi, mình không ngờ, mình nghĩ bao nhiêu dân tình mà như thế thì chắc là sau này bị câm hết đó. Nằm giống bị tội. Nằm giống cũng tội hả? Tội hết trơn à, có mình không tội à. Thôi mô Phật. Nên chuyển khoản. Nên chuyển khoản hả? Để cho thầy sẽ bỏ túi xài riêng. À thôi thì hôm nay cũng nhờ băng các bài YouTube nè. Mình cũng được biết á là còn dân bây giờ ai cũng biết thầy rồi. Cái thầy đó rồi. Cho nên là hiện nay là giáo hội Phật giáo cũng đang là kiểm điểm rồi và mời về làm việc rồi với ông Thích Nhân Đức rồi. Cho nên là còn một cái điều mà đáng tội nghiệp nhất là có một sư trẻ tuổi từ Bình Thuận vào Nam đi tới Quảng Ngãi gặp thầy chức thân đi thầy luôn, quy y đi theo thầy luôn, nhưng bây giờ là bị một cái nhóm người á tổ chức ra đi theo thầy á
quản thúc là không cho ông đó đi, nói là ông đó không đủ hạnh, cho nên là mới có giữ có 5 giới à, còn 3 giới nữa không đủ, cho nên là không cho đi, chưa đi về. Rồi cái ông thầy này tội nghiệp lắm, ông tự may y phục luôn, tự may đồ luôn, giờ đi sau thầy 2 cây số, thầy đi trước với mấy người kia, ông đi sau. Ôi, đáng thương thế nhỉ, rất là tội nghiệp. Nếu mà em có cái cơ hội á, mà em ra ngoài được gặp cái sư thầy nhỏ tuổi đó, em sẽ quay cái đoạn clip lên cho mọi người xem. 20 này mình ra Hà Nội. Nếu mà thật sự mà nói mình có cái cơ duyên, chắc mình cũng sẽ quay để mình gửi cho Mai Đẹp YouTube luôn. Thiệt, tại sao mà không có người nào đứng lên để mà giúp để mà làm cho cái người mà đang chuẩn bị tính đi theo thầy đó nha. Bởi vậy mới nói. Trời ơi, đi xa 2 cây số còn nếu mà đi gần quá là họ không cho, họ không cho đi. Rồi dân tình đâu ta? Không ai đứng lên mà giúp được hả? Chứ mình thấy ông đâu có nói là ông đi theo ai cho ai theo, mà cũng không có đuổi ai hết á, mà do những cái người đó thôi. Cảm ơn đứa con chẳng nói. Được, ok, được. Bởi vậy em mới nói với chị là cái trường hợp đó, tại vì tội nghiệp cái ông đó nó dữ lắm luôn. Bây giờ thôi, có cái kênh YouTube này mình cũng mong mọi người nếu mà thấy như vậy thì cái gì mà dân tình mà giúp được thì phải như thế nào để cho cái người mà đi theo thầy á, thương thế nhờ, nghe nói tế đồng lòng ha. Người ta có tâm, đúng không? Người ta cũng muốn là đi theo thầy làm cái con đường, nói chung là tiếp thầy như vậy mà không cho người ta đi. Tại sao biết người ta chỉ tu mới có 5 giới? Hay nhờ? Còn thiếu 3 giới nữa sao người ta biết được? Cha mất kiến là cái thầy chùa online á. Vậy hả? Ông là trước đây là ông đã đi theo thầy, cách đây là cũng mấy năm trước ông đi theo thôi. Đi theo thời gian ông đi về, ông không đi nữa. Không đi nổi. Ông đi về cái đừng ông mà lên online ông bán cái này bán kia đó. Xong mượn cái hình ảnh của thầy đó để bán. Để làm cái việc riêng cho mình. Đúng rồi. Mời coi bây giờ là nữa. Bây giờ có một sư cô nữa cũng đi theo thầy á, là đem theo laptop nè, hang điện thoại đồ á. Có cạo đầu không? Sư cô có cạo đầu không? Không, cạo đầu luôn. Nhưng mà đi theo là để mà bán sách tinh hình của sư Minh Đại lên. Còn cái ông thầy online đó là đi đâu cũng cầm điện thoại á, đừng quay. Mượn hình ảnh của thầy để làm riêng cho mình, làm cái quyền lợi riêng cho mình. Ôi bây giờ mình mong sao mà phải có cái người nào, hoặc là có một cái sự dàn xếp của có một người nào mà có uy quyền để dàn xếp những cái người đó nhỉ? Làm như thế là tự nhiên là nó bị ô uế. Đúng là những vị này á, nếu mà đi theo thầy á là phải được sự chấp thuận của ông thầy cũng tệ cho phép ghi lại những cái hành trình đi đó để viết lên cái cuốn sách cho người đời, mà phải là tặng chứ không bán. Đúng rồi. Thứ hai là phải được nhà xuất bản của cái giáo hội Phật giáo cho phép mới được làm, chứ tự nhiên mà hội này là không tự ý muốn bán. Tự ý nhưng mà bán chắc là cũng bán được nhờ, 350.000 một cuốn, nhưng mà bán chắc bán được đúng không? Dạ. Cái này là người ta đi vào người ta xem, là tại vì người ta phát hiện rồi, nếu không nhờ anh em YouTube đưa hình ảnh là lên thì làm sao ai biết được cái người này bán sách. Bởi vậy cứ cách anh em YouTube là đưa hình ảnh đó, mấy em YouTube thì chửi mấy em không à. Nhưng mà xin thưa với cô bác là đây là một cái clip mà nói lên hết sự thật về thầy Minh Tệ đó. Và hôm nay chị chủ quán này cũng là một người là cũng rất là có tâm, muốn chia sẻ đoạn clip này đến quý vị. Thì thôi em cũng dành thời gian là tiếp chị, cũng tối rồi, chúc chị là luôn luôn mua mai bán đắt hen. Cảm ơn. Gần chùa thì chắc cũng là có ngộ tâm thôi, hướng Phật rồi. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị hen. Rồi, trời đó thôi. Rồi, cảm ơn nha. Khỏe, nhớ chia sẻ ủng hộ mọi người, đăng ký chia sẻ bây giờ. Dạ xin cảm ơn.